hóa có biết được là tứ niệm xứ là gồm cái gì không? Thiền tứ niệm xứ bao gồm cái gì? Con xin trả lời luôn là thiền tứ niệm xứ là bao gồm bốn thứ: thân, thọ, tâm và pháp. Bốn cho nên gọi là tứ. Niệm là có ý thức. Xứ là bốn cái nơi. Và mình đặt cái ý thức của mình lên bốn cái nơi đó. Và mình đặt lên rồi nó lại biến mất. Mình đặt lên rồi nó lại biến mất. Thành ra mình phải thực tập đặt lên hoài hoài. Cho nên gọi là thực tập đặt cái ý thức của mình lên bốn cái nơi mà mình đang có, gọi là thân thọ tâm pháp. Cái đó gọi là tu tập thiền tứ niệm xứ. Vì sao mình phải cần đặt cái tâm của mình lên bốn cái nơi đó? Bởi vì bốn cái nơi đó nó giống như là cái vô lăng tay lái cuộc đời cái xe của mình gì đó, cái vô lăng tay lái cái xe cuộc đời của mình gì đó. Nếu như mà mình không có nắm cái vô lăng tay lái mà mình lái xe, thì mình đi trên đường mình gặp 5 người thì mình sẽ tông hết là 4 người rưỡi. Giả dụ mình lái xe mà mình không có mở mắt, hoặc là mình say rượu, mình đi trên đường mình gặp 5 người thì chắc là mình tông chắc cũng hơn 5 người. Là bởi vì 5 người này còn có thể gây tai nạn cho nhiều người khác nữa. Cho nên cái chỗ nào mà không có cái ý thức của mình á, không có cái sự có mặt chánh niệm tỉnh giác của mình á, thì cái chỗ đó nó sẽ tạo ra đau khổ. Hồi nãy giờ mình ngồi mình để ý hơi thở vào hơi thở ra, được mấy hơi thở thì mình ý thức được 2, 3, 4, 5 hơi gì đó, rồi bắt đầu hơi thứ bảy thứ tám cái nó mơ mơ màng màng, cái mình có thể quay lại cái hơi thứ 10 cái mình quên mất hồi nãy giờ mình hít được mấy hơi. Nhưng mà vậy, giả dụ mình đang đếm rồi mình có thể hít cho được khoảng 1, 2 phút, xong cái suy nghĩ nó tới mà mình không có mời, mình để ý nha, rất là nhiều những vị khách không có mời mà cứ tới hoài với cái ngôi nhà tâm của mình thôi. Mà quý vị biết khách mời á thì mình thường mời những vị khách quý hay là khách nguy hiểm đây? Những vị khách mà mình mời thì mình mời những vị khách quý rồi, còn những vị khách mà không có được mời mà họ tới á, chắc chắn là vị khách rất nguy hiểm, họ sẽ đem đến những cái thứ mà tài sản quý báu của mình đi. Cho nên mình để ý cái suy nghĩ mà nó không tới thì đó là nghiệp của mình. Ngồi thiền khoảng 2, 3 phút mà cái suy nghĩ nào nó tới nhiều là cái xu hướng nghiệp của mình là nó nghiêng về cái đối tượng đó. Ví dụ như mình thường nghĩ nhiều về cái người đó thì chắc chắn mình nợ họ. Mình nghĩ nhiều nhiều về cái vấn đề nam nữ là ái ân mình nặng. Mình nghĩ nhiều về vấn đề tài sản là cái tính chất tham dính và chấp dính của mình vào vật chất nó nặng. Nghĩ nhiều về con cái là cái ái nhiễm của mình nó cũng nặng. Mình nghĩ nhiều về tương lai thì cái lòng tham mà nó nặng. Mình nghĩ nhiều về cái quá khứ là cái sân hận mình nó nặng. Ví dụ như vậy. Cho nên ngồi thiền xuống á, là mình có thể ý thức được con người của mình thuộc một cái dạng nghiệp nào. Nó có cái xu hướng nặng mà nó chi phối cái cuộc đời, cái cuộc sống của mình. Là mình cứ ngồi hoài như vậy mình quan sát thì cái tâm mình nó tỉnh đến một cái mức độ nhất định nào đó, những cái nghiệp đó nó tới hoài mà mình không mời á, mà mình không có phản ứng và cho nó thức ăn nữa, tức là mình không có nuôi lớn cái thân và cái sự sống của cái nghiệp đó đó, thì nó tự động nhỏ lại dần. Mà nó nhỏ đến một cái mức độ nào đó nó không còn có khả năng chi phối mình nữa thì lúc đó gọi là chuyển nghiệp. Ví dụ như cái người đó hay sân mà sống hoài với những người hay sân hơn họ hoặc là ngang họ, thì đó là tạo cái thức ăn nuôi cái sân quá khứ của mình hoài, thì chắc chắn cái nghiệp nó sẽ đổ ra khi mà nó đã chín mùi cái quả. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu tách cái đối tượng sân mà họ thường gây ra với mình, hoặc là mình tạo không gian tốt đẹp hơn và mình thường quan sát nhiều hơn, cái sân nó đến không phải cái lúc mà mình phản ứng với họ, mà cái lúc mà mình ngồi thiền xuống thì mình suy nghĩ về cái hình ảnh hay cái hành động mà mình đã từng sân lên á, hoặc là cái đối tượng mà mình ghét á, tự nhiên cơn sân nó nổi lên và mình có cảm nhận là còn có cái bực khi nghĩ về cái đối tượng và câu chuyện đó. Nhưng mà cái bực đó nó ở trong cái phạm vi của cái tâm, nó không có bị nháy mắt,
không có bị nhún vai, không có bị bực bội và thể hiện ra bên ngoài. Và nên cái tâm sân nó không có được nuôi dưỡng nữa, và nó bị cái định và cái niệm của mình phát hiện ra và chuyển hóa nó lần lần ở trong cái phạm vi của nội tâm. Cho nên thiền nó lợi ích vô cùng tận. Nhưng mà chúng ta phải tu tập có một sự miên mật và có một sự hướng dẫn rất cụ thể thì cái lợi ích rất là lớn. Và quý vị khi mà nghe con nói chuyện thiền á, thì quý vị đừng có nghĩ nó khác với tịnh độ. Khi mà ngồi xuống niệm Phật miên mật, để cái tâm lên một hơi thở hay để cái tâm lên một cái câu A Di Đà Phật là giống nhau. Cho nên khi ta hiểu về thiền, con đang giảng về thiền, nhưng mà quý vị biết cái câu A Di Đà Phật đó chính là một phương pháp để thiền. Cho nên hiểu thiền là tu tịnh rất nhanh, cho nên gọi là thiền tịnh song tu. Mà ngài Bồ Tát, ngài Vĩnh Minh Đại Sư được coi như là hóa thân của Đức A Di Đà, mà ngày 11 tháng 7, ngày 7 tháng 11 phải không, là ngày vía của Đức Phật A Di Đà đúng không? À, ngày 7 tháng 11 nếu con nhớ không lầm, thì là lấy cái ngày của ngài Đại Sư Vĩnh Minh Duyên Thọ Vĩnh Minh ở bên Trung Quốc. Ngài có dạy là nếu như một người có thiền có tịnh giống như là hổ mà mọc thêm cánh vậy đó, đời này giới hạnh thanh tịnh xứng đáng làm thầy của trời người, dẫn dắt chúng sanh mà độ thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mình mà chưa hiểu thiền, mình tu tịnh á, thì cái mức độ tinh tấn của mình á và cái thiện căn kiếp trước á phải rất là mạnh mẽ, niệm Phật hoài mới không chán. Còn mình không có cái hiểu biết á, mà ngồi niệm Phật hoài thì thiện căn không dày nữa là rất là dễ chán, không biết ngồi niệm làm cái gì, sinh cái tâm nghi ngờ. Thiện căn không dày mà không có trí tuệ mà niệm Phật là nó sinh cái tâm nghi ngờ, niệm thời gian nó chán, thấy người ta ngồi thiền phong trào với cái mình bỏ. Ngày mấy cụ già đó họ không biết gì nhiều hết mà họ niệm miên mật mà một pháp môn tu, họ không cần nghe pháp luôn, họ không cần làm cái gì thiện nguyện, lợi ích công quả nhiều hết đó. Niệm Phật cái chí tâm nhất thiết, ví dụ như là gương, tấm gương của ngài của vị hòa thượng mới đây ở Trung Quốc mà 120 tuổi mới tịch đấy, ngày thiêu và ngày đi và để lại nguyên một cái thân nhục thân không có bị thiêu hủy, và ngày không có học, không có giảng pháp, không có tu pháp môn nào cả, chỉ một cái A Di Đà Phật mà niệm miên mật. Chúng ta biết ngày để lại cái nhục thân như vậy là ngày phải là đạt đạo mới được. Chúng ta làm được không? Cho nên chúng ta phải cần có buổi học như thế này nè. Cái thiện căn của mình không đủ, mình ngồi xuống mình tu một cái gì đó mà mình không có thấy cái lợi lạc trước mắt á, tâm mình nó bắt đầu cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn bên đây rồi. Thành ra tâm của mình á là phải chắc chắn bằng cái trí tuệ, nếu mình còn học, còn hiểu được thì mình phải hiểu được cái pháp môn tịnh độ như thế nào đó. Bằng một cái hiểu rất là trí tuệ thì mình tu rất là nhanh. Và thiền cũng vậy, chúng ta phải hiểu được rất là sâu về thiền, chúng ta tu rất là vững chãi, chúng ta không có còn nghi ngờ. Cho nên nghe pháp rất là quan trọng chỗ đó. Tại sao mà chúng ta phải tu thiền? Là thiền nó có nhiều cái lợi ích rất là thực tế, mà không phải đợi ở cái chỗ nào đó. Ví dụ như là vô trong rừng thiền, hay xuất gia đi tu, hay đóng cửa ngồi một mình chúng ta mới thiền được. Có thể thiền ở bất kỳ nơi đâu, nếu mà chúng ta hiểu được nguyên lý và cái cách vận hành của cái tâm mình là mình thiền được bất kỳ chỗ nào. Và dĩ nhiên chỗ nào mà có thiền là chỗ đó có lợi ích. Bởi vì thiền tức là ánh sáng, thiền tức là đôi mắt, thiền tức là cầm cái vô lăng tay lái khi xe cuộc đời mình. Và dĩ nhiên mà mình cầm được cái vô lăng tay lái, mắt mình mở, tâm mình vững, thì mình sẽ lái cái xe cuộc đời mình đến cái nơi mà mình thích. Còn mà mình lái mình tông người ta, mình lái mình lũi vô bụi, mình lái mình lao xuống hố, mình lái mình dập ổ gà, thì cái xe nó vô tội, thân tâm này vô tội. Mà cái người cầm cái tay lái đó là chịu trách nhiệm. Nên cái thân tâm này là một món quà, gọi là thân thọ tâm pháp. Nó là bốn cái bánh xe của cuộc đời mình. Và mình có đang có mặt ở đó để lái bốn cái bánh xe này đi theo con đường mình muốn không? Chứ nên hễ mà lái nó theo con đường mà mình muốn á, thì cái đó gọi là tu tứ niệm xứ, nó sẽ đưa mình đến cái hạnh phúc cuối cùng, tức là niết bàn, diệt đế, mình giải thoát tất cả mọi ràng buộc. Chứ cái muốn của mình không phải là đơn giản muốn cái hạnh phúc của vợ chồng đâu,
Ông phải muốn cái hạnh phúc của thế gian, sở hữu tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, địa vị, quyền quý, cao sang, có tất cả rồi bỏ đi để đâu đau khổ có lúc mà chia tay với nhau đâu. Mình đâu có muốn đó. Bây giờ mình không có cái muốn, mình không thể giải thoát thì mình tìm những cái hạnh phúc nhỏ thôi. Nhưng thực tế thì nếu mình cho mình cái hạnh phúc lớn nhất, mình muốn không? Mình muốn cái hạnh phúc tối đa, nhưng mà mình muốn hạnh phúc nhỏ nhất. Nhưng mà mình không có cái cách nào để mình lái cái xe cuộc đời của mình, mà mình gặp một cái người mà họ cũng chưa có khả năng lái cái xe cuộc đời của họ. Thành ra hai cái người chưa có khả năng lái cái xe cuộc đời của tự thân mà đi ở với nhau thì cứ tông với nhau biết, cứ lái một đoạn xong cái tông với nhau, tông xong rồi chén lửa lên, tông xong rồi bẻ đèn, tông xong với nhau rồi bẻ chén, bẻ đủ thứ đó, đó. Mà họ đâu có muốn tông mình, họ thương mình mà mình cũng thương họ, nhưng mà tại sao lại tông nhau? Bởi vì cái sân nó quá nhiều, cái tham nó quá nhiều, rồi cái si nó cũng quá nhiều. Thành ra nghĩ những người thương mình mà mình tu là mình tu luôn với họ. Cho nên tứ niệm xứ tức là bật cái kênh không có suy nghĩ nữa, mà là thay cái kênh suy nghĩ hoài thành cái kênh chánh niệm tỉnh giác có mặt ở hiện tại. Trong đầu mình có hai kênh, một là suy nghĩ, hai là chánh niệm. Mình ngủ thì mình không có sự chọn lựa, nhưng mà mình thức là mình có sự chọn lựa. Ngủ thì chỉ có một kênh mê thôi, nhưng mà không có tạo nghiệp. Còn thức thì có thể giải thoát, nhưng cũng có thể ràng buộc. Ràng buộc là do không có cái chánh niệm, cho nên đưa bốn cái bánh xe này nó lái cho cái chỗ mà mình không thích, cái đó gọi là tạo nghiệp. Mình hoặc là tông mình xuống dưới hố. Hai là mình tông người gây nghiệp, họ oan gia tế chủ oán hận mình. Cho nên cái thức thức là cái tâm của mình. Hãy để cái tỉnh thức nó dẫn dắt và nó khiến cho cái tâm mình ngày càng giải thoát ra. Ví dụ như hằng ngày mình cứ ăn ớt hoài thì mình ăn làm sao nó đừng có để cho nó dính. Thì mình ăn phải có cái ý thức. Ví dụ như mình thích ăn rau hoài thì mình muốn cho không dính rau á, là mình phải có ý thức lúc mình ăn. Cái vấn đề là còn cái thân này là nó còn phải ăn uống ngủ nghỉ giống như con vật, nhưng mà mình không có ý thức chỗ nào á, là chỗ đó nó sẽ tạo nên cái thói quen mà nó tạo nên sự ràng buộc. Ví dụ như sáng nào mình cũng có cà phê, sáng nay mình không có cà phê mình không làm gì được hết, thì cái đó chính là sự ràng buộc. Niết bàn tức là mình sáng nay không có cà phê mà mình vẫn bình thường, và mình không có cái sự chi phối nào của cái ly cà phê, là tâm mình không có thẫn thẫn thờ thờ nữa, là mình vẫn sống rất tốt, năng sức công việc của mình rất ok và ổn định, thì cái đó chính là niết bàn. Một sự giải thoát của một sự ràng buộc đó chính là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Thì bằng cách nào? Rọi cái tỉnh thức vào trong cái hành động, trong lúc làm. Ví dụ như bây giờ đang ngồi đây, cái này quay qua quay lại đâu đó, nghe rồi nói ai đó, ví dụ vậy, bước lên nhìn xuống rồi lắc qua lắc lại gì đó. Mấy cái hành động đó thường là mấy cái hành động có tỉnh thức không? Dạ thưa không. Ví dụ những cái hành động mà ngồi đây mà đưa tay lên rồi gãi rồi ngáp rồi đó, vân vân, tất cả những hành động đó là thường không có ý thức. Và những hành động đó không có ý thức, thành ra ta tưởng đâu là nó không có ràng buộc mình, nhưng thưa không, nó ràng buộc mình đó. Ví dụ khi mà ngồi xuống làm việc, cái chân mình rung đùi, cái hành động rung đùi đó là có ý thức không? Không. Và nhiều khi mình rung đùi mình không biết mình rung đùi, mình ngồi xuống mình bẻ móng tay móng chân, tất cả những hành động đó thường là mình không có ý thức, cho nên mình làm hoài. Mình làm hoài một cái gì đó mà không có ý thức thì cái đó gọi là tạo nghiệp. Nghiệp tức là gì? Nghiệp tức là một cái hành động mà mình làm mà không có cái ý thức vào hành động đó. Và nghiệp đó chính là tập đế. Tập đế tức là gì? Tập đế tức là quân tập cái thói quen. Mà thói quen, nói thói quen tức là nói đến cái việc mà mình làm cái hành động gì đó mình không cần có mặt mình vẫn làm được hành động đó. Cái đó gọi là thói quen. Cái đó chính là nghiệp. Cho nên thói quen chính là nghiệp. Chính là làm một hành động hay suy nghĩ, một suy tư mà mình không có cái ánh sáng chánh niệm của mình vào trong cái hành động, cái suy tư đó. Cái ngôn ngữ đó gọi là tạo nghiệp. Mà hiểu cái điều tạo nghiệp không à? Tạo nghiệp rồi nó mới đổ nghiệp. Tạo nghiệp tức là hành động nói năng mà không có ý thức. Rồi cái nghiệp nó tạo thành cái thói quen. Cái thói quen nó một ngày nào đó nó đủ cái nhân duyên rồi, nó đổ nghiệp nó ra thành cái nghiệp quả. Cho nên tạo nghiệp là nghiệp nhân. Nó đủ cái nhân duyên hoài hoài làm hoài đó, lúc đó nó sẽ trổ ra thành nghiệp quả. Mà dĩ nhiên khi mình tạo mình không có ý thức thì cái nghiệp quả nó trổ ra mình không có thấy được đâu. Mình không thấy được, mình không hiểu được sao mà tại sao hôm nay á, đáng lý ra là mình phải đi đúng giờ như vậy mà sáng nay ra cái xe nó bị hư. Nó hư sau đó mình phải sửa ít nhất là 15 phút rồi mình chạy. Mình chạy đáng lẽ ra trước 15 phút thì mình đâu có gặp cái ông đó ông tống mình. Mình phải sửa cái xe mất 15 phút rồi mình ra để ông tống mình. Như vậy là 15 phút này có vấn đề của nghiệp quả mình không thấy.
Như vậy cái bước chân của mình đi á, mà không có ánh sáng chánh niệm thì chắc chắn mình sẽ làm một trong hai cái việc này: một là mình đẫm lên gai, hai là mình đẫm lên kiến. Đẫm lên gai á, thì làm chân mình đau, đẫm lên kiến là làm chúng sanh đau. Cho nên tứ niệm xứ tức là để cái ánh sáng chánh niệm vào bước chân thì mình tránh được một làm khổ mình, hai làm khổ chúng sinh. Cho nên gọi là quán thân tên thân, ngay lập tức mình không có cái khổ hiện tại và mình không có tạo khổ tương lai, lợi ích cho mình và cho người cả hai cùng một lúc. Mình không biết vì sao mà cái quán thân liên thân, quán thọ liên thọ, quán tâm liên tâm, quán pháp liên pháp, thì thân thọ tâm pháp là không có gì khác mà ngoài cái thân tâm này của mình. Cái mà mình đáng lẽ nó phải sử dụng được cho lợi ích của mình, nhưng hàng ngày mình không có lợi ích từ nó mà mình bị nó làm cho mình đau khổ hoài. Nếu mà nó phục vụ cho mình thì dĩ nhiên là nó phục vụ theo cái ý mình muốn. Ý mình muốn là muốn vui hay muốn buồn, muốn yêu hay muốn bất yêu, muốn vui muốn yêu. Nhưng mà mình cứ bất yêu mình buồn hoài, mình suy nghĩ lung tung và mình lo lắng rất nhiều. Như vậy là chứng tỏ cái ánh sáng của mình, ánh sáng chánh niệm của mình nó rọi chưa đủ sâu vào trong những cái tầng tâm thức, trên cái thân thọ tâm pháp này. Cái chỗ nào mà mình cứ suy nghĩ mình lo lắng miết tới á, là chứng tỏ cái chỗ đó cái ánh sáng chánh niệm tâm thức của mình nó chưa có rọi tới. Cái chỗ nào mà còn có khổ đau xuất hiện là cái chỗ đó cái chánh niệm của mình nó chưa có rọi tới nơi. Cho nên nó hàng ngày thì mình nên có một khoảng thời gian nào đó, ví dụ này con nói này, đây là kinh nghiệm tu tập thôi nha, không nói sách vở. Khi mà mình đưa cái tay lên, mình ý thức mình đưa tay lên, mình để tay xuống, mình ý thức mình để cái tay xuống. Khi mình đứng dậy thì mình biết được là mình chống cái chân hay cái tay, rồi mình cái chân nào là mình bắt bước đi trước ra khỏi cửa, thì mình coi cái chân của mình nó thọt vô cái đôi dép nào, cái chiếc dép nào. Mở cửa thì mình ý thức cái tay của mình đứng vô cái cầu thang máy thì mình nhắm mắt mình cảm nhận không gian, hoặc là mình bước ra khỏi cầu thang máy chân nào trước. Mình đi các cầu thang, cái bậc thang mình biết là mỗi bậc rõ ràng như vậy không? Mình tu mót tu bòn những khoảng thời gian giữa hai cái đoạn đường mà mình đến á, dắt xe ra để chìa khóa vô, đội nón mũ lên, thay vì mình cứ lướt láo như người ta thì hãy để chánh niệm lên từng cái hành động rất nhỏ đó, đó chính là chuyển nghiệp. Nè con nói lại, này nghiệp tức là một cái thói quen, một cái ngôn ngữ, một cái lời nói cứ nói hoài mà mình không ý thức lên nó, thì đó là tạo nghiệp, tức là tạo thói quen. Bây giờ muốn chuyển nghiệp tức là không có phải bỏ cái hành động đó đi, làm gì mà bỏ được. Mình ăn uống nói năng sinh hoạt suy nghĩ hàng ngày nó tạo thành thói quen, là nó giống như một chiếc xe mà đã đẩy rồi, mà nghiệp mình nó đẩy từ quá khứ rồi, cho nên giờ nó chạy biết rồi. Cái suy nghĩ của mình bây giờ mình nằm xuống mình ngủ rồi mà nó vẫn chạy trong đầu, đã thành mộng chứ đâu phải dễ dàng mà dừng lại được. Cho nên ngồi xuống 2 giây hai cái hơi thở thôi là mình được, chứ mà 5-4 hơi thở là mình không thể dừng lại được. Cái chứng tỏ là gì? Một cái lực nghiệp quá khứ rất nặng từ vô thủy nó đẩy mình đi. Cho nên lúc nào có suy nghĩ, mà suy nghĩ tức là thời gian. Thời gian tức là gì? Tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái gì nó tạo thời gian? Cái suy nghĩ đó. Mà suy nghĩ thì dĩ nhiên phải có một cái gì đó quá khứ mình mới suy nghĩ được. Bây giờ con làm, quý vị không còn có khả năng nhớ tới một cái gì nữa cả, thì quý vị có thể suy nghĩ không? Không. Ví dụ như sao? Ví dụ như đứa bé mới sinh ra đâu có gì trong đầu đâu mà suy nghĩ. Con nói nó hơi nhanh nha, quý vị. Thôi, lặng thinh hết một chút. Bởi vì cái xe nó chạy á, là nó phải đẩy ra phía sau, hoặc là phía sau phải đẩy nó mới chạy được. Thì suy nghĩ của mình á, là nó phải có một cái gì đó phía sau đẩy, tức là nó phải có cái nghiệp từ quá khứ, tức là nó phải có cái thông tin lưu lại trong não nè. Chứ nếu như mà không có thông tin á, thì giống như đứa bé nó mới sinh ra nó không có suy nghĩ. Cho nên cái suy nghĩ của mình nó chính là nghiệp, và nó trở thành cái thói quen mà mình suy nghĩ hoài mà mình không có cái ý thức ở trong đó, cho nên nó ở trong cái đầu nó tạo một cái momentum ở trong đó, một cái gia tốc ở trong đó, và nó đẩy mình đi. Biết mình ngồi xuống mình có mặt hơi thở một chút là nó lại lôi cái thói quen, nó lại lôi cái ý thức của mình từ hơi thở trở về ở trong cái bóng tối của cái suy nghĩ mà mình không thấy. Cho nên để cái tâm mình nó có, để cái ánh sáng của mình ở trong tâm nó đủ lớn để nó rọi được cái suy nghĩ á, thì người đó phải tu nhiều kiếp á, tức là họ phải thường rọi cái ánh sáng của cái chánh niệm lên cái hơi thở ra vào hoài hoài nhiều kiếp, họ mới có thể rọi cái ánh sáng lên cái suy nghĩ được, chứ không có đơn giản gì mà một người có thể quán tâm liên tâm đâu nha quý vị. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình ngáp á, thì mình mở cái miệng ra, mình đâu có phải ý thức được liền, từ trong tâm mình nó đã mỏi mệt rồi, mình đâu có thể dễ dàng gì mình cảm nhận được cơ thể của mình. Toàn bộ những cái phản ứng cơ thể mình á, là mình phải cảm nhận trước khi nó xuất hiện à, nhưng mà mình không cảm nhận được. Bởi vì nó, cái này gọi là ngũ uẩn. Uẩn tức là sao? Là sự che đậy. Che đậy là sao? Nó làm cho mình rất là ệ trịch, nặng nề. Cái tỉnh giác của mình nó bị
nhỏ hẹp bé lu mờ đi, thành ra tất cả những gì mình biểu hiện trong cơ thể mình có biết. Cho nên ít nhất là phải biết cái thân, gọi là quán thân liên thân. Mà quán hoài như vậy, mà chịu khó hoài như vậy á, thì kiếp này mình đi lên. Đi lên tức là sao? Cái độ sâu của cái tỉnh thức của mình mà nó đi vào trong cái thân thọ tâm pháp, tức là nó vào sâu trong chừng nào á, thì nó cái mức độ giác ngộ của mình bắt đầu nó rộng nhiều chừng đó. Nó phá một phần vô minh, nó chứng một phần pháp thân, nó phá phần vô minh của thân, gọi là phá thân kiến, phá nghi và giới chống thủ, rồi đi vào đi vào sơ quả. Cái đó là một phần tư của quả la hán. Lên tới sơ quả thì là 2/4, lên tới tam quả 3/4, lên tới tứ quả là 4/4, gọi là a la hán, giác ngộ hoàn toàn hết cái vô minh. Thì hết cái vô minh là bắt đầu mình rọi cái ánh sáng chánh niệm mình đầu tiên là lên cái đâu, lên cái thân trước. Cái thân mà mình rọi không được thì cái thọ, cái tâm, cái pháp nó làm mình khổ hàng ngày biết. Cho nên cái người mà khổ hàng ngày biết mà cái suy tư ấy, gọi là khổ tâm ấy, thì cái người đó không có cách nào khác phải là để cái tâm của mình một mình trong trên cái câu A Di Đà Phật, phải niệm liên tục. Không có dễ gì niệm Phật liên tục được đâu nha quý vị. Con nói nghe, không bao giờ dễ. Bản thân con là xuất gia tu hành ăn chay niệm Phật, con làm khó quá chừng. Mà quý vị ngoài đời bao nhiêu con lên việc xuống, nội ngoại đối đãi hơn thua được mất buồn đau xưa nay cả một cuộc đời mình sống à. Bây giờ mình nói cái tâm mình niệm Phật liên tục mấy người làm được, con đảo đảm không? Đơn giản chút nào, cho nên đừng nghĩ pháp môn niệm Phật là thường. Cho nên người nào mà niệm Phật được cứ chí thiết niệm, mà khi nghe con mà giảng về thiền như thế này á, thì lấy cái hiểu về thiền đó mà ứng dụng vô cái câu A Di Đà Phật mà niệm liên tục. Nếu người nào có thể chánh niệm tỉnh giác được trong cái việc quán thân liên thân á, con đang dạy quán thân liên thân á. Và con nói là tại sao mà là quán thân liên thân phải dùng nhiễm rồi mới có thể thấy được cái suy nghĩ của mình. Đó. Thì mình thấy được cái hành động của mình, chẳng hạn như cái tay của con mà để đây ha. Thì quý vị thấy nếu như mà con ý thức được cái tay của con thì con phải để xuống chứ. Chứ bây giờ đâu có cần phải để lên như thế này. Như vậy là cái tay nó có ý thức thì nó sẽ sử dụng theo cái mục đích mà mình muốn. Còn nếu không nó cứ như vậy, hoặc là lâu lâu nó vậy. Thì quý vị biết không, con khỉ với con người nó cách nhau chứ 1,23% về cái độ giống nhau của ADN thôi. Cho nên là nếu mà mình không có tỉnh thức một chút, cứ lâu lâu mình dày là mình trở về nó đi. Dày tức là sao? Tức là hoạt động không có ý thức. Con người mình có thể tiến hóa nữa không? Dạ không. Bao giờ mà cái hành tinh, cái vũ trụ của mặt trời, mặt trăng và trái đất mình nó thay đổi thì cấu trúc của con người cũng thay đổi. Còn mình không, cái mức độ của con người phát triển, cái evolution, cái sự tiến hóa con người là dừng lại ở mức độ cao nhất rồi. Bây giờ mình muốn tiến hóa nữa thì mình chỉ cần ý thức hành động đó thôi. Chứ cái sự tiến hóa không có ý thức nó không còn nữa. Cái sự tiến hóa không có ý thức từ các cái loài vô tri vô giác của cỏ cây cho đến cái loài có cái cảm thọ của sự sống, cho đến các cái loài sự sống dưới nước rồi cạn rồi phát triển thành cái con người như thế này á, cái sự tiến hóa không có ý thức đó nó dừng ở lại con người rồi. Trong chính avatar của cái tôn giáo Ấn Độ cổ đại á, thì Phật là người cuối cùng rồi, tức là bậc giác ngộ. Cho nên bây giờ mình muốn có sự tiến hóa nữa thì không phải cao quá to này lên đâu, không phải rộng được cái thân này đâu, mà sao? Hành động có tỉnh thức. Cái đó chính là quán thân liên thân trước. Nó là tuyệt vời. Ông Phật ông đã giác ngộ rồi, Đức Phật đã giác ngộ rồi, cho nên ngày chỉ cho mình á. Ngày chỉ cho mình mà mình hiểu và sâu sắc nha, bắt đầu mình có cái hạnh phúc của cái việc mà để cái ánh sáng chánh niệm của mình lên một hành động rất nhỏ, bởi vì mình biết mình đang trên con đường thành Phật. Trong chuyện chơi đâu. Đang trên đường thành Phật. Những cái hành động rất nhỏ, ví dụ như buổi sáng dậy nha, mình ra mình đánh răng là mình có, trước khi đánh răng là mình biết cái miệng mình á, hôm nay nó hôi hơn hôm qua không, bên trái nó hôi hơn nhiều bên phải không, hay là có cái vấn đề gì đến nước miếng miệng mình không? Nếu mà mình không biết cái miệng mình nó hôi hơn hôm qua không á, không lẽ mình để người khác biết giùm? Mình có muốn người khác biết giùm cái miệng mình không? Không. Nhưng mà rõ ràng là mình rất khó ý thức là cái miệng mình hôm nay nó như thế nào so với hôm qua. Không dễ gì mình biết được cái trong cái miệng của mình hôm nay như thế nào. Không dễ gì mình biết mới sáng sớm dậy nó còn mê bởi trong giấc ngủ. Ai mà có thể biết được là người đó tu tập đang rất tiến bộ, tâm linh của họ đã từng tu hành nhiều kiếp. Và đó chính là thiền. Thiền chính là hàng ngày anh biết cái hành động rất nhỏ. Khi anh ngồi thiền xuống thì cái biết của anh trên hơi thở rất rõ. Và khi cái tâm anh nó sân lên á, là anh bắt đầu chuẩn bị biết là anh làm gì rồi.
anh làm gì rồi? Ở trong một cái cuộc nghiên cứu trong 8 tuần của các nhà khoa học đại học Harvard đó, họ dùng cái hình ảnh mà MRI, tức là hình ảnh cộng hưởng từ, chụp để so sánh cái bộ não của hai nhóm người hành thiền trung bình là 27 phút trong một ngày liên tục trong 8 tuần với một nhóm người mà họ không có thực hành thiền, và cả hai nhóm đều phải trả lời một cái bản câu hỏi giống nhau. Thì sau khi chụp những cái hình ảnh MRI á, thì nó cho thấy một cái sự thay đổi đáng kể giữa hai cái nhóm người, có một sự khác biệt về khoảng cách rất là lớn giữa hai cái nhóm người thực tập thiền mà không có thực tập thiền. Thì cái nhóm người mà không có thực tập thiền á, thì họ gọi là cái khu vực hồi hải mã ở trong cái bộ não của họ, cái mức độ kiểm soát về cảm xúc và suy tư của họ kém xa so với cái người mà cái nhóm người mà thực tập thiền. Là cái khả năng trí nhớ, cái khả năng học hỏi, cái sự tự nhận thức, ý thức trách nhiệm và cái tình yêu thương trong vùng tâm, trong tim của họ nó lớn hơn, có một khoảng cách rất nhiều so với người không thực tập thiền. Và họ còn thấy được nữa là những cái cảm xúc tiêu cực, những cái vùng kiểm soát của những cảm xúc tiêu cực ở trong cái viền não của họ, ví dụ như là lo lắng hay là căng thẳng, bực bội, thì đối với cái nhóm người thực tập thiền hoàn toàn giảm rất nhiều. Khi mình thực tập thiền hàng ngày á, thì nó có cái lợi ích trực tiếp, nó có cái lợi ích thực tế, và nó có cái lợi ích là mình có thể thấy được, mình có thể cảm nhận được. Nếu mình thực sự hành trì nha, là không cần phải 3 ngày đâu, mà nó khoảng trong một ngày thôi, là tối đến về mình thấy cái giấc ngủ mình nó khác nha, nó khác. Và thật sự thì không cần một ngày đâu, chỉ cần là ngay cái bước chân của mình đi thôi, mà ngay cái ly nước mà mình uống thôi, mình sẽ thấy được cái sự có mặt của mình trong một cái ly nước đó. Nó khiến cho cái hành động uống nước của mình rất là chất lượng, rất là vững chãi. Và dĩ nhiên với cái năng lượng tích cực vào trong cái phân tử nước nó nhận được từ mình á, thì nó sẽ đi vào mình theo cái cách mà mình đối đãi với nó. Bởi vì cái thứ bên ngoài mà mình không trân trọng để đưa vào nuôi cái thân này, thì làm sao cái tử, cái thân của cái thứ mình đưa vô đó nó có thể phục vụ mục đích tốt nhất mà mình mong đợi. Nó lạ chỗ là mình muốn mình khỏe, nhưng mà cái cách mình đối xử với những thứ đưa vào nó không có được khỏe. Cái cách mà mình đối xử với nó không có được khỏe, tức là mình không có ý thức vào những cái thứ mà đang hiện hữu cho mình. Thì dĩ nhiên những cái thứ đó chỉ là xác mía không nước, và giống như xác chết không hồn, thì nó nuôi bằng cái xác chết này. Người ta nói là mấy thầy tu không có nên ăn cái đồ cúng. Quý vị biết vì sao không? Tức là mình nói ăn những cái thứ mà nó không còn cái linh hồn, cái sự sống ở trong đó nữa. Thì mình ăn cái thứ đó là mình ăn cái thứ vô minh xác chết, ăn cái thứ không còn tỉnh thức. Thì hàng ngày mình có phải là ăn những cái thứ cúng của hồn không không? Đừng nói là cái phi nhân họ ăn như vậy, kính thưa họ ăn đó. Để hai trái táo, một trái lên bàn cúng, cúng cho trang nghiêm đàng hoàng, và một trái ở dưới. Hai trái đó sau 15 phút lấy ra, mình sẽ thấy được cái độ khác nhau của cái màu. Dĩ nhiên là mình mua cùng nha, mình hái xuống cùng, để trong cùng một thời tiết. Mình tinh tế, mình sẽ thấy được cái độ khác nhau của màu, mùi, vị. Hai trái táo ăn sẽ cảm nhận được. Nên mình ăn một cái thứ gì, mình uống một cái thứ gì mà mình đưa vô trong cái cơ thể mình với một cái năng lượng hoàn toàn là mê mờ, giống như vừa ăn mà vừa nghĩ mà vừa buồn, vừa để cái tâm nó đau ngoài cái trái táo đó, có không nè, vừa coi phim mà vừa bóc snack mà lủng ra đây nè, mấy người đó là nhanh mập lắm. Rồi mình vừa hành động mà mình vừa ăn, mình vừa ngó đông ngó tay, mà mình vừa đưa miệng, vừa mình vừa nói chuyện, mình vừa ăn, tất cả những hành động đó là một sự xúc phạm với cơ thể này rất là nặng. Những người đó nhanh bệnh lắm, mà hết bệnh là bệnh càng nặng hơn. Cho nên ăn á, mình tắt tivi, nghe pháp cũng tắt luôn. Khi mình ăn á, chính là một bài pháp. Bởi vì đó là cách mà mình đưa vô cái thứ mà nó có cái năng lực quyết định trong cái chuyện tu hành và trong cái đời sống của mình luôn. Để ý cái ngày đó mà mình ba bữa mình ăn cơm mà chánh niệm nha,
Chánh niệm tức là ăn mà không nghe, không nói, không nhìn, ăn mà có mặt trọn vẹn trong cái mâm cơm. Và dĩ nhiên cái món ăn của mình nó đơn giản lại chút, thì để ý cái ngày đó mình ngủ rất ít, mình ăn rất ít, tâm mình rất nhẹ, và mình cảm nhận được cái sự thư thái, thoải mái trong lòng rất nhiều. Ba bữa ăn đó là ba thời kinh, còn hơn ba thời kinh nữa đó. Nhưng mà con hỏi thiệt chứ đố quý vị, mấy người mà làm được ở nhà? Mình không mở thì con cháu nó mở. Mình vừa ăn rồi mình vừa phải la, phải nhìn, phải quan tâm, phải đôi khi phải hát hò nữa nữa. Vừa bán mà vừa ăn mà vừa thối tiền. Cho nên nói cái người tu có cái phước là chỗ đó. Không ai quấy rầy họ. Cái đó chính là cái ràng buộc ái ân trong vô số kiếp mà mình không có buông được. Cho nên nó tạo cái vị ngọt, chăm sóc lẫn nhau giữa những người thương mà mình tưởng đâu đó là hạnh phúc. Thực sự thưa đó là ràng buộc. Đến cái lúc ăn mà mình cũng không có tự do cho chính cái hạt cơm mình đưa vô để nuôi sự sống của mình. Mình muốn được không? Rất khó. Thử hỏi có hai đứa con mà nó chưa lớn, nó còn ở với mình nữa. Bà mẹ nào mà có thể mà ngồi ăn một mình mà không nghĩ tới con? Dạ kính thưa, chưa bao giờ có bà mẹ đâu. Cái đó là một loại hạnh phúc hả? Dạ không, cái đó là một sự thỏa mãn của sợi dây ái tình ràng buộc. Hả? Khi mà mình tập thiền nó có lợi ích rất lớn, nhưng mà không dễ gì mà người ta thực tập thiền được. Cho nên mà còn tu được á, là biết mình có phước lớn lắm mới được tu. Yeah. Có phước lớn lắm mình mới được hành trì được, hay có ý của mình. Bởi vì tu là mình làm cho mình phát triển tâm linh lên mà, không phải chuyện đơn giản. Quý vị biết là mình có từng làm một cái gì đó sai, xong cái mình hồi hay, có từng không? Có từng đánh bài, có từng làm một cái bài kiểm tra mà trắc nghiệm, cái mình chọn cái mình, ô câu này sai rồi, trong khoảng 2 giây thì có hồn phát hiện cái này sai rồi. Hay là mình nói một cái câu gì đó cái mình lỡ lời không? Mô Phật nãy nói kỳ quá. Có từng không? Tại sao trong cái bộ não mình có cơ chế phát hiện gọi là dương tính với cái sai đó? Nó phát hiện cái sai lập tức liền. Tại sao bộ não mình lại có cái đó? Các con vật, dạ thưa không có. Không có con vật nào nó biết sai đúng hết đó. Tại sao con người có cái hành động đó mà nó biết là sai đúng? Dạ thưa, đó là do cái mức độ tỉnh thức, ánh sáng chánh niệm của cái con người mình mới có. Cho nên tu tứ niệm xứ, tức là lấy cái mức độ tỉnh thức đó đó rọi lên trên thân thọ tâm pháp của mình nhiều chừng nào, thì cái độ sáng của mình, cái phạm vi độ sáng của mình nó nở rộng như chừng đó. Thì khi nào mà mình bắt đầu làm hành động, nói một ngôn ngữ, tác ý suy nghĩ một cái điều gì, lập tức mình biết nó sai trước khi mà mình cho nó biểu hiện. Cho đến khi nào mà mình hoàn toàn đạt A-la-hán quả thì chư thiên cũng không thấy cái lỗi của mình luôn. Cho nên không có một vị A-la-hán nào mà còn một cái lỗi gì nữa cả. Đó là cái thánh quả đặc biệt cái trong Phật giáo. Bởi vì trong lòng họ không còn lỗi. Không còn lỗi tức là sao? Không còn bóng tối. Bây giờ chỗ nào mà còn bóng tối là chỗ đó mình không có biết à, các bạn A để chỗ này, bật B để chỗ kia. Mình quờ quạng tùm lum hết rồi chắc chắn mình sẽ đụng. Mình đụng mà ngoài cái ý muốn đó chính là lỗi. Và mình đụng cái gì mà ngoài ý muốn thì cái đó nó sẽ làm cho mình khổ. Mình giật mình và làm cho người khác bực bội. Cho nên ở mà với một con người mà cái phạm vi tỉnh thức của họ nó rất là thấp á, là họ làm những cái chuyện rất là tào lao. Và mình sao? Mình bực bội, mình khó chịu. Và vì vậy mà mình muốn ly dị, mình muốn chia tay, mình muốn ở riêng. Nhưng mà mình biết họ không có muốn làm như vậy. Cái mức độ tỉnh thức của họ là có thể nó quá thấp, chứ họ không có phải muốn phá rối mình. Mình cứ nghĩ là họ sinh ra giống như để on gia đấy chủ phá rối mình. Dạ thưa, không phải. Cách sống của họ đó, họ sẽ đối xử y chang giống như những người khác. Họ ở với ai họ cũng hành xử với cái mức độ tỉnh thức A là họ làm hành động A. Mình biết được như vậy á, đó là tu thiền. Và sao? Mình từ bi, mình chỉ dạy họ hơn là mình quở phạt, mỉa mai và chỉ trích. Cho nên từ bi là kết quả của trí tuệ. Nếu mình không có tu thiền, mình không biết người này sao mà hình như là không bình thường. Nhưng mà thưa không. Đó. Thì mình muốn phát hiện ra cái sai của mình á,
sớm trước ở trong tâm thì cái mức độ tỉnh thức của mình nó phải rọi trên thân đủ, nó dừng lại trên cái thân trước. Khoa học và nghiên cứu á, là khoảng 0,5 giây sau khi mình mắc một cái lỗi nào đó là bộ não của mình nó bắn ra một cái tín hiệu thần kinh, nó nhắc nhở mình về cái sai lầm đó. Cái tín hiệu đó khoa học mới gọi là error possibility, error positivity, tức là cái dương tính lỗi, cái khả năng nhận ra cái tính phạm lỗi của mình lập tức. Thử hỏi theo cái độ nhận của mỗi người giống hay khác. Có nhiều khi mình nói câu đó ra, cả tuần mình mới nhớ ra là bữa đó mình nói câu đó thật là dở. Có người tối về là nhớ liền, có người lát nữa một tiếng sau là nhớ liền, có người 5 phút sau là chết mù Phật chạy ra tới xin lỗi liền. Và dĩ nhiên mà một tiếng sau mình tại đây mình xin lỗi, má hồi nãy con lỡ nói câu đó, xin lỗi nha, con lỡ nói câu đó chứ con không phải cố tình, má má đừng có giữ trong lòng. Nếu mà mình để một tiếng mà mẹ má buồn thôi á, thì người đó có trí hơn là để nguyên một ngày và một tháng mà mẹ má buồn là mình tổn phước. Cho nên cái khả năng mà phát hiện ra cái lỗi sớm là do tỉnh thức của người đó rất mạnh. Mà tỉnh thức mạnh thì sao? Phải là tỉnh thức ít nhất ở trên cái thân hành động mình tu tập hàng ngày. Nó lợi hại vô cùng. Cho nên nếu mà mình nuôi cái hàng ngày mình chưa có làm gì quan trọng thì ít có khả năng mắc lỗi, thì mình nên để cái tỉnh thức chánh niệm của mình nó ở trên cái thân này trước. Người ta nghiên cứu là ở trên cái tạp chí Brain Science, tức là thiền về bộ não á, ta cho thấy là cái tín hiệu dương tính của cái người mà hành thiền điều đặn hàng ngày á, chỉ cần 5-3 phút, 15 phút thì đó mình điều đặn hàng ngày á, ngồi trong tĩnh lặng, yên lặng mà hành thiền, thì cái chỉ cần khoảng 20 phút thôi thì cái tâm trí của họ có cái khả năng dương tính với cái lỗi họ làm á, ở mức độ rất cao so với người mà không có hành thiền. Cho nên cái người mà không có biết lỗi đó nha, nói họ hay cãi lắm, nói cái câu nào họ cãi câu đó. Nhìn ra họ cãi có hai dạng, một họ cãi xong rồi họ lúc đó họ sân thôi, nhưng mà họ giận, họ cãi lại nhưng mà họ biết nó sai rồi họ sửa. Có người họ không biết đó là sai luôn và không chấp nhận cái sai luôn, và dĩ nhiên là rất là khó mà ăn ở với họ. Thì do sao? Do cái độ tu hành nhiều kiếp của họ về cái tỉnh thức nó không có. Cho nên cái người mà nhận sai là người đã có trí tuệ, và cái trí tuệ đâu biết nó sai chứ. Người ta nghiên cứu thêm là cứ 15 phút ngồi thiền mỗi ngày nó có tác dụng sức khỏe tinh thần nó tốt đẹp không kém gì một kỳ nghỉ má. Cho nên nếu mà mình căng thẳng tâm hồn á, mình căng thẳng học hành ha, mình bị stress hay nặng nề hay là sợ hãi hay là lo lắng quá nhiều ha, thì mình nghĩ tới cái chuyện gì? Đi biển chơi, đi leo núi, đi tìm mấy cái trò chơi cảm giác mạnh, vân vân, đi du ngoạn vân vân nào đó, đến một cái nơi đẹp, ví dụ vậy. Tại sao cái tâm mình nó mệt cho mình có cái nghĩ đó? Là bởi vì sao? Nó muốn thay đổi cái hoàn cảnh, nó muốn thay đổi con người và không gian để như vậy, để cái thứ hàng ngày tác động tiêu cực tới cái bộ não nó không còn nữa. Vào một khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng như vậy, cái thay đổi hoàn cảnh như vậy nó khiến cho tâm của họ làm sao? Bắt đầu không có bị tác động tiêu cực nữa thì họ sống thoải mái hơn. Bởi vì cái bản chất của sự sống đó, nó không có muốn buồn, không có muốn cực, không có muốn khổ, không có muốn nghi, không có muốn sợ, không có muốn lo âu, phiền não. Bản chất của sự sống đó, giống như bé thơ vậy đó. Cho nó một trái banh là nó chơi nguyên cả ngày. Nó chỉ cần nó đói thôi là nó khóc, nó sợ là nó khóc. Còn bình thường đó là nó chơi nguyên một ngày đừng ai làm phiền gì hết. Nhưng mà người lớn sau 30 năm thì hồi ngày xưa đứa bé nó cười nó chơi vui hoài, mình phải bị nó phiền luôn á, mình phải làm cho nó đừng có mà vui hoài như vậy luôn á, quậy phá hoài như vậy luôn á. Nhưng mà sau 30 năm là mình phải kiếm một người khác để mà làm cho người ta vui, hiểu cái này chứ, có vậy không? Hồi nhỏ mình đâu cần ai đâu, lớn mình phải cần cưới một người nữa không á, em mà không cưới được anh ấy là em chết, có không nào? Đó. Thì cái mức độ mà một người mà hành thiền 15 phút mỗi ngày thôi, họ khỏi phải tốn tiền bỏ ra cái khoảng thời gian rất là dài để mà đi nghỉ mát. Nó nghiên cứu người ta cho thấy là khi mình ngồi thiền 15 phút mỗi ngày, nó làm cho cái tâm mình nó có một cái điểm an trú
cái sân, cái tham, cái bực, cái nghi của mình nó có một cái chỗ để quay về nương tựa. Cái ánh sáng chánh niệm mà nó đủ lớn cho nên nó cho mình cái sự vững chãi. Và đăng lên cái tạp chí tâm lý học của Positive Psychology. Ta nghiên cứu cái việc hành thiền mỗi ngày khoảng 15 phút của một nhóm người trong một khoảng thời gian nhất định, và một nhóm người khác là đi nghỉ mát. Và người ta phát hiện là hai nhóm người này sau một thời gian thì cái nhóm người mà đi nghỉ mát, cái tâm của họ thư giãn, thoải mái, tích cực như thế nào thì cái nhóm mà ngồi thiền mỗi ngày 15 phút đó giống nhau. Cho nên vậy thì vậy, con hỏi cho con hỏi thử à, ví dụ như bây giờ con trắc nghiệm Phật tử Phật tử Diệu Pháp à, không biết cái mở lên được không, mở Phật tử Diệu Pháp lên được không, mở được không Tâm con? Bây giờ cho con hỏi là cứ nói thiền hoài vậy, quý Phật tử mà hay ngồi thì hay đi tụng kinh mỗi buổi sáng ấy, hay đi tụng kinh mỗi buổi tối đó, và những người niệm Phật đó, thì nó có cái lợi ích tương tự giống như thiền không? Một ngày thời quá công phu tụng kinh niệm Phật buổi tối sáng á, nó có lợi ích như vậy không? Có thể mở lên không được. À, thì con xin trả lời luôn là nó lợi ích giống như vậy. Cho nên mấy ngày tu mà cứ ăn chay nằm đất xong cứ Nam Mô A Di Đà Phật, không dễ gì làm cái điều này mà trong vòng một tuần nha, huống hồ gì mà một tháng, huống hồ gì mà một năm, mà huống hồ gì cả đời. Cho nên quý vị có một ngày tu an lạc đó, chứ mà quý vị vô hai ngày ba ngày là nó không an lạc nữa. Chán vô cùng. Nhưng cái người mà giữ một cái gì đó đều đặn, mà cái đó nó không phải là niềm vui trong công việc của danh vọng, niềm vui của con người qua cái sự hưởng thụ, qua cái sự tăng bốc, mà là quay về với chính mình, mà cái thời khóa nó liên tục trong một khoảng thời gian khá dài, thì nó tạo ra một loại công đức, một loại phước huệ rất đặc. Cho nên trước á, nói tu là phải có vậy thì có thời khóa. Anh mà không có thời khóa mà nói tu á, anh là thượng căn cơ à, chứ không mấy ai mà tin được là anh có thể tu tập tốt. Cho nên có rất là nhiều cái lợi ích của thiền, thì con sẽ từ từ chia sẻ để chúng ta có cái niềm tin vững chãi, và chúng ta biết rằng thiền với tịnh nó tất cả nó chỉ là cái tên gọi thôi, nhưng mà mình duy trì ở một cái mức độ tỉnh thức và tu tập trên một cái đối tượng nào đó, để cái tâm mình nó có bị quá nhiều cái đối tượng bên ngoài không mời nó lôi mình đi, thì mình sẽ tiến bộ trong tâm linh chắc chắn nha. Anh đây thì con chia sẻ livestream luôn, cho nên chúng ta có thể nghe lại bài giảng này ở trên YouTube Thích Ngộ Phương á. Thì bây giờ là đã 8:30 rồi à, chúng ta có thể thư giãn vài hơi rồi tụng bài kinh ngắn rồi chúng ta hồi hướng nha. Con thấy đại chúng rất là chú tâm nghe à, con thấy một số Phật tử á, con ghi chú lại điều rất tốt. Còn nếu mà ta không ghi chú bằng giấy thì ta ngồi rất tĩnh lặng suốt một tiếng rưỡi, ta ngồi giống như đang ngồi thiền cũng rất tốt, ghi lại trong não. Ồ, con thấy má hôm nay cũng lên à, con hỉ à, má nhờ người ta vô Zoom như vậy lên tu tập thì quý quá.